Em đánh cần BX khoảng 20 đến 30 mét vì hồ nhỏ thì có nên dùng dù cá kiếm 4.0 với phao 30 lưỡi tam 13 không ạ? Để đánh để có hiệu quả nhất tại hồ nhiều cá cũ. Bác ạ, bác giúp em với. Ok. Với khoảng cách này và xét đồ này cũng ok, nhưng mà nó phải có những cái chướng ngại vật thì mới nên xét đồ như này. Ví dụ như thể là bên cạnh những cái cọc hoặc là những cái bành thủy sinh mà nó có dây chằng dây buộc ở dưới, hoặc là gần những cái khu vực mà nói chung là nó nguy hiểm thì chúng ta bo chết thì chúng ta phải dùng xét đồ này. Còn nếu mà những cái hồ mà thoáng vắng không có vướng mắc gì thì không cần phải xét như thế, tại vì như thế đánh nó không hiệu quả. Mà mình chỉ cần hạ cái dù xuống, ví dụ dù cá kiếm thì anh em hạ xuống cho tôi là khoảng 2.0 đến 2.5, tại vì cái dù cá kiếm nó rất là thô đó. Thứ hai, nếu phao thì anh em hạ xuống phao 28 là ok đó. Còn lưỡi thì anh em hạ xuống lưỡi 12-13 đó là được nhé, không cần phải quá to. Còn với những cái dòng dù xịn thì anh em cũng có thể dù hạ xuống dù 3 chấm, ví dụ như là X-Bride, tại vì cái sợi dù này nó mịn và mỏng. Còn nếu mà anh em có kỹ năng tốt thì vẫn có thể đánh được dù 2 chấm, tại vì bản thân tôi đánh cần 35 với khoảng cách 20-30 mét tôi vẫn đánh dù 2 chấm khá hiệu quả luôn. Ok, chúc anh em được rỡ nhé. Anh em có câu hỏi gì hãy để lại dưới bình luận nhé, mình sẽ hỗ trợ anh em.